Gente, ela tá invisível. Gente. Gente, a cena tá batendo na gente invisível. Aqui no teu fogo, né? Sai, 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 demônio! O hack não foi... I'm gonna kill her. Okay, she just died in my... Okay, as long as my... What are you doing, bro? Did I really just live? Good amount of damage as well. Oh. I'm going in deep. Secured, boys. Penta kill! All me. No, we lost, dude! Oh, games like that are so I'm surfing. What is going on? Dude, like... Tá porra! I just fucking...
up his ass so high. Ich hab mir dann selber einfach. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh, pass doch bitte auf. Okay, auch schlimm. Okay. Oh? Wait, he mistakes so hard, no? He's eating turret shots! Oh god, he's gonna do the old thing. Chào tất cả anh em đã đến với kênh và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái việc Audition Song chính thức đổi hình thức. Cộng đồng liên minh huyền thoại phấn khích Adlon trở lại có lại hạn xưa. Trong những mùa giải gần đây, Riot thường kết hợp việc ra mắt song song tướng mới và việc làm lại các tướng cũ. Bên cạnh đó không thể không kể đến việc chỉnh sửa lại các lỗi trong liên minh huyền thoại cũng như các lỗi mới phát sinh. Tuy vậy đôi khi việc này thật sự không theo đúng tiến độ và ảnh hưởng của dịch bệnh hay một lý do khác nào đó. Nhưng trong thông báo mới về lộ trình ra mắt tướng, Riot đã khiến cộng đồng liên minh huyền thoại không khỏi phấn khích. Theo đó, Riot tiết lộ trong năm 2022 sẽ xuất hiện 3 vị tướng mới, gồm một tướng đến từ hư không như anh em đã biết, một tướng xạ thủ có một kỹ năng liên quan tới nước và một tăng cơ đến từ vùng Surima. Nhưng vị tướng tăng cơ này sẽ không giống như con cá sấu hay con Susan. Vị tướng mới từ Surima này sẽ là một tăng cơ nhưng lại yêu cầu kỹ năng cực kỳ cao. Bên cạnh việc ra mắt tướng mới, cộng đồng liên minh huyền thoại cũng khá quan tâm tới việc Riot sẽ tiến hành làm lại các tướng cũ, cụ thể như trường hợp của Udi cách đây một thời gian, có thể nói là rất lâu rồi. Riot từng hé lộ một số hình ảnh về Udi sau khi được làm lại, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cộng đồng liên minh huyền thoại vẫn chưa biết chính xác ngày nào vị tướng này sẽ ra mắt. Và trong thông báo về lộ trình ra mắt tướng của Riot thì rất có thể Udi sẽ sớm ra mắt mà thôi. Riot còn cho biết quy trình thiết kế hình dáng của vị tướng này đã hoàn tất và nhà phát hành đang tiến hành chỉnh sửa các trang phục. Bên cạnh Udi thì các nơi cũng là vị tướng được thông báo sẽ làm lại và thậm chí Riot có thể cho vị tướng này một cốt truyện mới. Tuy nhiên đáng chú ý nhất trong danh sách lần này đó chính là Audion Song, mang tiếng là rồng thần của liên minh huyền thoại, nhưng Audion Song có thể nói là vị tướng có số phận thẩm hiu bậc nhất. Thậm chí nếu vị tướng này không xuất hiện trong đối tượng hành lý, có lẽ một số anh em đã quên mất luôn cả vị tướng này đã từng thực hiện trong liên minh huyền thoại. Nguyên nhân của điều này là do một kỹ năng của Ác Long thượng giới không còn phù hợp với meta cũng như các trận đấu thường. Thậm chí ngay cả những game thủ ưa thích Audion Song cũng thừa nhận đây là một vị tướng kém hiệu quả. Do đó khi vị tướng này có mặt trong danh sách lần này, không ít fan của liên minh huyền thoại rất nổi vui mừng. Nếu như trong tương lai Audion Song có thể được làm lại hiệu quả như các trường hợp của các vị tướng như Ugot, Sion, Mundo hay là Akali, rất có thể vị tướng này sẽ xuất hiện trở lại trong liên minh huyền thoại sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Nhưng nếu ngược lại, rất có thể Audion Song sẽ một lần nữa rơi vào cảnh là con ghẻ của Riot như trong thời gian vừa qua.